Hay lắm, mình đánh hay lắm. Sao cậu đánh tệ quá vậy? Anh sao rồi, có mệt không? Nhìn mặt cô không được ổn cho lắm nha. Thôi đi nghỉ một chút đi. Nè, sao con chơi tiếp đi? Hai người đánh tiếp đi chứ. Hả? Nè, tôi đi vệ sinh một chút. Cậu không cần để mặt tôi đâu, ha. Nói thiệt cậu nghe nha, không phải tán tỉnh gì đâu. Có vấn đề gì chứ? Cậu không biết chơi tennis thì đừng có hẹn người ta ra chơi. Nhưng hai người biết là được rồi, có đúng không? Kiếm thứ gì cậu biết không được hả? Đại loại như là thả diều hay là thả máy bay cũng được. Nhưng cậu nói là phải kiếm thứ cô ấy thích mà. Bộ tôi nói gì cũng phải nghe sao? Cậu không phải là đang lãng phí thời gian của cậu mà là của tôi. Nếu cậu hẹn cậu ra đánh tennis, tôi làm gì có cơ hội gặp cổ được chứ. Cậu có đánh hả? Toàn tôi đánh không à. Cậu đừng quên, tôi cũng ra sức ngồi coi đó mà. Sao cậu không ra nắng mà đứng coi đi? Tôi không ngờ cậu lại nhỏ mọn vậy. Đúng rồi, chết tiệt gì đâu. Chơi tiếp được chưa? Ủa, sao nhanh vậy? Nghỉ chút đi. Cậu chưa nghỉ đủ sao? Được, cậu ấy nghỉ đủ rồi, có thể bắt đầu được rồi, có thể chơi được, được đó. Nè, qua đó đi. Đi đi. Cậu ra đứng phơi nắng giống tôi đi. Không ra đó. Được rồi, được rồi. Trời, đánh hay lắm. Đánh từ từ thôi, không cần gấp đâu nha. Nè bé nè. Hử? Cậu ăn như vậy hơi quá đó, tôi sợ cậu bị ung thư. Quá cái đầu cậu đó. Cô ơi, làm ơn cho thêm nửa tá hào sống, nửa tá hào chín nha. Cảm ơn. Cậu trả tiền mà. Cậu muốn uống gì? Làm ơn cho hai ly cà phê đi. Tôi uống nữa. Tôi uống 2 ly. Vậy tổng cộng 4 ly ha. Không phải là tôi không cho cậu ăn đâu. Nhưng cậu ăn kiểu đó, tôi thực sự rất lo cho cậu. Cậu đã hẹn tôi ra đây đánh banh chung thì ăn của cậu một bữa cũng đúng thôi mà. Cậu đánh banh cũng phải trả tiền mua vé cho anh hai ha. Alo. Ông Tô hả? Để tôi một chút nha. Anh nói lại với ảnh đi. Nói gì? Tôi thực sự không có thích hợp với ảnh đâu. Cậu ta còn muốn theo đuổi cô. Cũng nhờ anh hết đó. Nếu như không phải bấy lâu nay anh luôn cổ vũ ảnh thì anh sẽ không ra sức như vậy. Không có liên quan tới tôi đâu. Do sức hấp dẫn của cô quá lớn đó thôi. Nói chung sau này khổ cho anh rồi. Khổ cho tôi chuyện gì? Dù sau này anh không khuyên được ảnh, hoặc là căn bản anh không có khuyên ảnh cũng không sao. Nếu như ảnh có hẹn tôi mà tôi lại không thể từ chối được thì tôi sẽ kêu ảnh gọi luôn anh tới. Cô đừng có ép tôi vậy chứ. Tôi là đàn ông sao mở miệng đi. Tôi biết là anh cũng rất muốn gặp tôi mà, đúng không? Ừ. Tôi chỉ vì muốn lâu lâu ăn bữa ngon nhưng mà lại không muốn trả tiền thôi. Nè, ngoài trừ tennis ra thì anh còn biết chơi gì nữa? Thật đó Thiếu Thông. Tôi coi cậu là anh em cho nên mới nói những câu này với cậu. Tin tôi đi. Vấn đề không phải là thiệt hay không, mà là những gì cậu nói phải làm cho tôi tin mới được chứ. Cậu không tin tôi hả? Mà cậu nhìn giả vậy, những gì cậu nói ra đều cũng đáng cho người ta tin. Thật đó Thiếu Thông à, mấy cái chuyện tán tỉnh thì không thể nào gấp gáp được hết á. Cũng giống như là thả dây dài câu cá lớn vậy đúng không? Còn phải vừa nắm vừa thả. Thả được chút thì mới nắm lại, xong rồi nắm được chút thì lại thả lỏng ra. Còn cậu chỉ biết nắm thôi, dù là dây kẽm cũng bị cậu nắm đứt luôn đó. Đâu có, trước đó cậu đâu phải dạy tôi như vậy. Tại trước đây tôi không xem cậu là anh em. Thiếu Thông, mặc kệ cậu ta đi. Cậu nói gì hả? Bây giờ cậu mới có chút tiến triển tốt thôi, đừng bao giờ bỏ cuộc dễ dàng. Sẽ không bao giờ có người cô gái như cậu ta đâu. Cậu lên lầu tắm rửa rồi ngủ đi. Thiếu Thông, nếu như tôi là cậu thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào hết. Đúng đó, Michael nói rất là đúng đó. Đương nhiên rồi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Không phải đâu, cậu không hiểu đâu. Được chỉ rồi, là tôi nói với cậu hoàn toàn là tôi. Cậu không còn giá trị lợi dụng nữa. Đi thôi, đi thôi. Hết cách rồi, lần này không giúp được cô rồi. Vậy tôi cũng không thể giúp được anh. Có người theo đuổi cũng là thú vui mà. Cho nên tôi cũng sẽ chừa phần cho anh. Cảm ơn cô nể mặt, cảm ơn. Có điều này tôi thật sự không hiểu. Anh cảm thấy con người tôi kỳ lạ, sao còn khích lệ Thiếu Thông theo đuổi tôi vậy? Cô không thấy là tôi có thù với cậu ta sao? Tôi muốn cậu ta chết mà. Tôi cũng nghĩ như vậy, nếu không thì tôi cũng hết lý do rồi. Chào. Không làm phiền hai người chứ? Không phiền. Đang bàn chuyện công à? Em làm gì mà có nhiều chuyện công bàn với ảnh vậy? Đi, tôi có việc rồi, tôi đi trước nha, bye bye. Bye bye. Bye. Không có hẹn với bạn anh à? Không có. Tính đến đây xem có thể gặp được em không.
Em biết Michelle là ai chứ? Em biết cổ là ai. Anh muốn nói chuyện gì vậy? Không có gì, anh tùy tiện nói vậy thôi. À, vậy cảm ơn nhiều nha. Bản báo cáo này em đã xem rồi, làm cũng tốt lắm. À, tối nay có khi nào anh lại bận gì không? Có chuyện gì sao? Có chuyện làm thì không bận, nhưng ăn cơm với em thì lại bận. Sao hôm qua em không nói với anh? Hôm qua anh không bận, hay là tối mai đi, tối mai anh rảnh nè. Anh chỉ bận tối nay hả? Đúng vậy. Nếu như anh đã bận như vậy, thôi không phiền anh nữa. Không phải vậy đâu. Trời ơi, phim này hay hơn mấy cảnh trong phim. Gì đó, coi gì mà coi. Madam, có chuyện rồi. Có chuyện gì? Có người gọi điện thoại báo là con mình bị người ta bắt cóc. Có việc làm rồi đó, chắc tối nay anh không bận rồi. Rõ. Chào Madam. Ông bà Lương, tôi là thanh tra Lâm Học Nghi. Còn đây là những đồng nghiệp của tôi. Cứ ngồi tự nhiên. Mời ngồi. Thưa Madam, con trai tôi mất tích một ngày một đêm. Hồi nãy tôi đã thấy bức thư này trong hòm thư nhà chúng tôi. Con trai của hai người đang ở trong tay tôi. Nếu báo cảnh sát thì con của mấy người sẽ mất mạng. Chuẩn bị sẵn 300 ngàn sẽ liên lạc sau. Sau khi phát hiện con mình mất tích, hai người có liên lạc với bà con họ hàng không? Có chứ, nhưng ai cũng nói là không gặp nó. Vậy con ông bà tên là gì vậy? Lương Dĩ Đức. Được mấy tuổi rồi, học ở trường nào? Nó 15 tuổi, học lớp 8 ở trường trung học quốc tế. Vậy có khi nào là người quen làm không? Gần đây ông bà có đắc tội với ai không? Không có, chúng tôi làm gì đắc tội với ai. Con trai ông bà đêm qua không về, hai người không phát hiện ra sao? Hôm qua chúng tôi đi dự tiệc nên về trễ. Chúng tôi mới kêu thằng Đức đừng ngủ ở nhà nữa, mà hãy qua nhà ngoại mà ngủ. Đúng đó, sáng nay bà ngoại nó gọi điện đến nói là hôm qua sau khi tan học nó vốn chỉ không có qua đó. Madam à, tình hình con trai của tôi như vậy, rốt cuộc các người sẽ làm gì đây? Con trai tôi không có chuyện gì chứ? Thật ra hai người làm tốt lắm, nếu không báo cảnh sát thì sẽ không có người giúp hai người được. Vậy chúng tôi trông cậy vào các người hết đó. Chúng tôi cần lắp đặt một số thiết bị ở đây, như là máy ghi âm điện thoại, có vấn đề gì không? Không vấn đề gì, các người tự nhiên. Annie, dạ, giúp họ lấy bản khẩu cung đi. Dạ Madam, mời hai người qua đây giùm tôi. Mọi người tự nhiên nha. Tommy à, thông báo cho anh em khác lên đây làm việc đi. Rõ. Alo, là tôi đây. Nè, hiện giờ con trai tôi thế nào rồi? Nè, tôi muốn được nói chuyện với con trai tôi được không? Sao hả? Sao? Tôi làm gì có nhiều tiền chuột như vậy? Nè, để tiền ở đâu chứ? Nè, tôi muốn nói vài câu với con tôi. Nè. Sao rồi? Hắn nói mình ngày mai đem tiền chuột giao cho hắn. Chỉ sợ hắn không xuất hiện. Chỉ cần hắn ra lấy tiền thì chúng tôi có thể bắt hắn và tìm lại con trai cho hai người thôi. Madam, chúng tôi điều tra được cú điện thoại đó được gọi ra từ trạm điện thoại ở chim sa chuỗi. Ông bà Lương, sáng mai ông bà cứ làm theo lời dặn của hắn ta. Những chuyện khác chúng tôi sẽ sắp xếp. Nè, ông cứ đi đến cuối đường Gia Liên Huy thì sẽ thấy có một thùng rác. Ông dùng máu gói lại số tiền đó, sau đó bỏ vô bọc ni lông. Đi ngang qua thùng rác thì cứ quăng vô đó. Sau khi lấy được tiền thì tôi sẽ thả người ra thôi. Nhớ là đừng có giở trò đó. Sếp à, bây giờ chúng ta đi đâu? Tôi sẽ đưa hai người về trước. Vậy số tiền đó sao đây? Có người trông chừng hay không vậy? Đúng đó, chúng tôi còn thấy có người làm coi chừng hết. Ông bà khỏi lo, đã có người theo dõi rồi. Vậy chúng tôi không thể gần đây đợi tin tức sao? Đúng vậy. Nếu như bọn bắt cóc đó theo dõi được ông bà thì sẽ càng phiền hơn.
nhưng chưa có động tĩnh gì. Đề cao cảnh giác, có động tĩnh bất cứ lúc nào. Rõ, madam. Thưa sếp, hình như có gì không ổn. Quan sát kỹ đã. Mọi người chuẩn bị hành động. Hành động. Không có gì hết. Vậy là hiểu lầm thôi mà đạp. Kêu hai người trong số đó rời khỏi hiện trường ngay. Có thể bọn bắt cóc đã quan sát từ lâu rồi. Đừng làm cho họ chú ý tới mọi người. Yes, mà đạp. Alo. Được, tôi biết rồi. Sếp Bân, bọn bắt cóc muốn thay đổi địa điểm giao tiền. Anh Cường đang đưa ông bà Lương về đây lấy lại tiền, có nhận được không? Biết rồi thưa madam. Tommy đã nghe rõ chưa? Đi thôi. Hai người không cần lo. Lương Diệt Đức bị người ta bắt cóc, chúng tôi hy vọng hai người sẽ hợp tác với chúng tôi. Đem những gì hai người biết nói chúng tôi nghe, có thể sẽ tìm kiếm được Lương Diệt Đức. Tụi em hiểu rồi. Tụi em cũng muốn anh chị sớm tìm lại Dĩ Đức. Làm thế nào mà hai người quen với Lương Dĩ Đức? Tụi em quen nhau ở tiệm điện tử. Là tiệm mà lúc nãy chúng tôi tìm thấy hai người sao? Đúng vậy. Vậy là cuối cùng hai người gặp Lương Dĩ Đức là khi nào vậy? Là buổi chiều ngày hôm qua sau khi tan học. Gặp em đó ở đâu vậy? Cũng là tiệm điện tử ban nãy, vào khoảng 1 giờ mấy gì đó. Lúc đó em đó đang đi cùng với ai vậy? Nó chơi đua xe với em nhưng bị thua nên không chơi nữa. Nên sau đó đã chơi trò khác với cậu Chính. Sau đó muốn tìm lại cậu ta thì không thấy đâu nữa. Lúc đó vào khoảng mấy giờ? Vào khoảng 2 giờ mấy gì đó. Hai em thật sự không để ý là em ấy ra về cùng với ai hết sao? Hai em thật sự không để ý là em ấy ra về cùng với ai hết sao? Em không để ý nữa. Vậy hai cậu có biết Lương Duy Đức thường qua lại với ai hay không? Thường là mấy bạn cùng lớp. Nhưng cậu ta cũng thường hay đi một mình lắm. Hai cậu có thể về rồi. Nếu như nghĩ ra chuyện gì có thể giúp cho vụ án, cứ liên lạc cùng chúng tôi. Tommy, tiễn ra ngoài đi. Được, hai người theo tôi. Không có manh mối, anh cứ phụ trách điều tra bạn bè bà con của ông Lương cũng không phát hiện gì cả. Bây giờ chỉ hy vọng bọn bắt cóc đó có hành động gì mới thôi. Có hai dĩa cơm chiên, hai lon nước ngọt mà phải mất tới 500 đồng mà. Ada, có chuyện gì vậy? Lúc nãy ra ngoài ăn trưa cô đã làm những gì? Làm gì là làm gì chứ. Sáng nay đâu phải cô ăn mặc như vậy đến đâu. Đúng vậy, tôi mới mua đó, có đẹp không? Mấy bộ này khó có người nào mặc đẹp cậu lắm. Cậu cứ nói thẳng ra là khó coi muốn chết là được rồi. Anh mới khó coi chứ. Là Raymond nói mà. Đây nè Anthony à, anh thấy tôi mặc đồ này có đẹp không? Rất đẹp. Anthony, không phải nói người đâu, mà là nói áo đó. Tôi cũng chỉ khen bộ đồ thôi mà. Khen bộ đồ người ta đẹp thì hẹn người ta đi chơi đi. Anh đừng có chọc ảnh mà. Tôi nghĩ là Anthony tối nay muốn hẹn với Ada đi chơi đó. Có hẹn tôi cũng không có thời gian để đi đâu. Tôi đi làm việc trước nha. À nè Raymond, hôm nay tôi muốn đi xem phim. Cậu đi cùng với tôi. Tối nay tôi phải đi uống canh rồi. Cậu uống canh sao? Tôi còn muốn uống canh tôi cũng đi. Đợi một chút nha. Michael, anh có điện thoại muốn nghe ở đây hay gì đâu? Ở đây đi. Alo. Xem hả? Có chuyện gì? Tôi không có rảnh đâu. Tối nay tôi muốn đi xem phim. Đúng vậy, một mình thôi. Cô cũng muốn đi sao? Vậy được thôi. Chúng đỡ gặp nhau ở ngoài cổng rạp. Ừ, bye bye. Là ai vậy? Lo làm việc đi. Anh thấy hay không? Không, không thấy hay chút nào hết. Thì đó, lãng phí mất 2 tiếng của tôi. Nè. Nè, tôi đã đi coi bộ phim dở tèo với anh rồi. Vậy thứ bảy tuần này anh phải đi cùng tôi ra biển sơ tiếp cái xuồng đó. Tôi đâu có kêu cô đi coi phim cùng với tôi. Là cô tự mình nói là muốn đi thôi mà. Tôi không nói nhiều với anh. Làm ơn, cho mượn 3 cái ly. Nè, cô lại muốn giở trò gì đây? Một lát anh sẽ biết ngay. Tôi chỉ làm thử một lần thôi đó. Một lần làm 2 cái ly động đầy, làm 3 lần. Sau 3 lần thì 3 cái ly này đều sẽ đứng thành hàng ngang trước. Anh nhìn cho kỹ. Một lần, 2 lần, 3 lần. Nếu như anh có thể làm được như vậy trong một lần thì sau này tôi không phiền anh nữa. Sao cô lại có nhiều trò chơi vô bổ như vậy chứ? Ngay cả mấy trò vô bổ như vậy anh cũng làm không xong phải không? Được, là cô nói đó nha.
Một lần. Hai lần. Ba lần. Nè, có phải lúc nhỏ anh không có chơi trò này thật không? Lúc nhỏ anh thường chơi trò gì? Không tính, không tính, cô làm lại lần nữa đi. Thứ bảy 3 giờ anh qua rước tôi, quyết định gì đi, đừng có quên. Nè, tôi không có kêu anh tới ngồi xem tôi làm việc đâu. Nghỉ thêm một chút nữa có được không? Có cần nghỉ lâu như vậy hay không? Thì cô cũng gần sơn hết cái xuồng đó rồi còn gì. Có chơi có chịu chứ, qua đây giúp một tay đi. Cầm lấy đi. Bởi vậy mới nói, những người ngu ngốc thì sẽ có cái giá phải trả. Tôi là người đã trưởng thành rồi, cô cứ hỏi toàn những chuyện của con nít, tôi không biết cũng đúng thôi mà, có gì lạ đâu. Trẻ con sao? Được thôi, tôi sẽ hỏi anh thêm một câu nữa nha. Nếu anh có thể trả lời được, tôi sẽ thả cho anh về. Được thôi, hỏi đi. Nếu như Hitler vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay á, vậy thế giới bây giờ sẽ như thế nào đây? Vấn đề của cô có thể viết được bài luận văn, làm sao tôi có thể trả lời hết cho cô được đây? Vậy tức là vừa thua đúng không? Cô trả lời thử đi. Nếu Hitler còn sống cho đến ngày hôm nay á, thì dân số thế giới sẽ có thêm một người nữa là ông ta đó. Trời đất, trả lời vậy mà cũng được sao? Mấy câu hỏi này ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết trả lời mà anh lại không biết. Mau qua đó làm việc đi. Nè, có phải làm thấy tuyệt vời lắm đúng không? Sao hả? Nè, ông bác bên đó cứ nhìn chúng ta chằm chằm, không biết là có chuyện gì không? Đi tôi qua đó hỏi coi sao. Là liên quan đến mình hả? Có chuyện gì? Ông đã nói chiếc xuồng này là của ổng. Cái gì chứ? Nè, anh tin những gì ông ta nói sao? Vậy cái xuồng này có phải là của bạn cô không? Hôm đó tôi thấy chiếc xuồng này bị quăng ở đây cũng lâu rồi, nên chắc không ai cần nữa. Tôi làm sao biết được đó là xuồng của ông ta? Vậy tức là chiếc xuồng này không phải của bà cô sao? Có phải cô không vậy? Cô có bị bệnh gì không vậy? Bắt tôi tới đây cùng cô phơi nắng hết mấy ngày, tốn nhiều thời gian như vậy để giúp một người không hề quen biết làm mới chiếc xuồng này sao? Thì có nhiều chuyện chúng ta chỉ cần hưởng thụ quá trình thôi mà. Mấy tuần nay chúng ta cũng chơi rất vui mà, đúng không? Đúng không? Đúng không? Tôi thật sự phục cô sát đất luôn đó. Anh khen tôi hả? Cảm ơn nhiều. Anh tự hỏi bản thân mình đi. Nhiều lúc có những thứ chỉ cần thưởng thức thôi cũng vui hơn là sở hữu nó mà. Nè, đừng có giận nha. Dì Linh à, làm ơn rót giùm con ly nước đi. Được. Con về rồi sao? Anh tới lâu rồi hả? Nói chuyện với bác hết 3 tiếng mấy rồi đó. Em nói là không lâu sao? Vậy cũng đâu phải là lâu lắm đâu. Nước lạnh đây cô ba. Cảm ơn dì Linh. Con lại đi đâu chơi vậy? Con đi làm công quả hết cả ngày hôm nay. Em đi làm công quả sao con gọi anh đi chung luôn? Ở đó không có người bệnh. Bộ ở đó có người cần phải ra tòa sao? Anh đang bắt bẻ em hả? Thì Phình đợi em lâu lắm rồi đó. Có chuyện gì sao? Bạn trai của con đó, bọn có chuyện mới có thể tới tìm sao? Ba đang thông đồng với người ngoài ăn hiếp con phải không? Hình như Tiffin có tin tốt gì đó muốn báo cho em biết mà. Đúng vậy, nè, mấy ngày nữa anh sẽ qua bên Mỹ họp. Nếu như em có thời gian thì hãy qua đó cùng với anh đi. Anh họp thì em đi theo làm gì? Anh chỉ họp có mấy ngày thôi mà, họp xong rồi sau đó có thời gian chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi. Coi bộ nghe được đó, đem xem tình hình trước. Suy nghĩ cái gì nữa chứ, người ta đặt vé máy bay luôn rồi. Vậy em sẽ tạm thời nhận lời anh vậy. Nè, có phải đi chơi mà cũng miễn cưỡng như vậy hay không chứ? Em chỉ coi như là xã giao với ảnh thôi.
À, dù em có coi như là xã giao với anh cũng thấy vui. Vào đi. Em đang làm gì vậy? Ừ. Em đang làm móng sao? Nó bị nứt một chút xíu. Bộ em để ý đến chuyện móng tay mình đến như vậy sao hả? Chị muốn nói cái gì đây? Không, ý chị là em không để ý chuyện móng tay của mình ra sao, Tiffany cũng sẽ không để ý. Có khi nào là có người nào đó để ý hay là em để ý người đó, phải không? Em không biết ý chị muốn nói chuyện gì. Thật ra chị không phải muốn nói móng tay của em đâu, chỉ là chị cảm thấy gần đây thái độ của em đối với Tiffany có gì đó không được bình thường lắm. Em không thấy vậy đâu. Em không tin vào sự quan sát khách quan của chị à? Đã nói là không có mà. Thật sự không liên quan đến người thứ ba sao? Không có mà. Vậy được thôi. Nếu như em cho rằng tự lừa dối bản thân sẽ vui hơn thì em cứ tiếp tục đi. Nhưng chị muốn nói với em là có những lúc tự mình lừa dối bản thân không có nghĩa là có thể giải quyết được vấn đề đâu. Chú ngủ ngon. Chị ngủ ngon. Ngôi Dao, anh hai có chuyện gì vậy? Lại đến đón em tăng ca hả? Kế hoạch huấn luyện vào ngày mai anh có thể không đi được không? Không đi hả? Tại sao? Anh sợ. Anh sợ cái gì chứ? Leo núi rất nguy hiểm. Có nguyên đoàn người trong trường anh, lại có em trong trường anh nữa thì làm sao có chuyện được chứ? Có đúng không? Không phải đâu. Tin em đi, sẽ không sao đâu mà. Anh sợ bệnh suyễn của anh lại tái phát. Anh có bệnh suyễn nữa à? Anh không có bệnh suyễn thì làm sao có chuyện tái phát được? Có phải là do má ép em đưa anh đi không? Không có, em thấy anh ít vận động cho nên rủ anh đi cùng luôn thôi mà. Còn đỡ hơn là anh nghỉ nhà không làm gì. Không phải đâu, anh thực sự sợ là nó sẽ tái phát. Anh đừng bao giờ cho là mình có bệnh, có được không vậy? Anh không sao đâu, cùng nhau đi đi hả? Vào đi. Nè, có làm phiền hai người không? Không phiền. Thế giới bi thảm mà anh cần nè. À, cảm ơn cô. Không có chi. Tôi tính hẹn cô đi coi chung rồi, nhưng tôi biết là cô chắc chắn sẽ từ chối tôi. Không đâu, nếu anh hẹn thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Không phiền hai người. Cảm ơn nhiều. Không có chi. Em thực sự sẽ hẹn cô ấy sao? Cô ấy sẽ suy nghĩ thật sao? À, anh nói thử xem. Tụi em nói giỡn thôi mà. Vậy em sẽ hẹn ai đi vậy? Cô càng ngày càng tiến bộ đó. Anh cũng đâu thua kém gì đâu. Thứ bảy tuần sau cô có rảnh không? Có chuyện gì sao? Hả? Anh tôi đi, anh sao rồi hả? Please. Anh sao rồi? Anh hai, anh sao rồi? Chris, thuốc của anh ấy đâu? Thuốc gì chứ? Anh tái phát rồi. Anh ấy nói anh ấy bị suyễn mà. Không sao đâu, anh ấy nghỉ ngơi chút là được rồi. Giờ ít vận động thôi. Anh nghỉ chút đi. Hả? Chris à, bệnh của anh tái phát thật mà. Được rồi, biết rồi, biết rồi. Đây chỉ là tác dụng tâm lý thôi, anh không sao đâu mà. Nghỉ ngơi chút là không sao. Hả? Uống nước trước đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Không có gì. Để em mở giùm cho anh. Giới thiệu với cô, anh hai tôi, Anthony, còn đây là Rachel. Xin chào. Anh đỡ hơn rồi chứ? Hình như đỡ nhiều rồi. Phải rồi, lúc nãy tôi có hỏi cô thứ bảy tuần sau cô có rảnh không đó. Tôi có hai vé coi phim Thế Giới Bi Thảm, cô có đi coi chung không? Trước đây tôi đã từng coi 3 lần rồi đó. Vậy à, tôi cũng vậy đó. Nếu như phim nào tôi thích thì tôi sẽ coi đến mấy lần. Vậy cô đi xem thêm lần nữa. Nhưng mà tôi nghĩ tôi chỉ đi xem lần thứ 4 với người mà tôi thích thôi. Thôi được rồi, tôi đi trước nha. Ok. Tạm biệt. Cô gái này cũng rất tốt đó. Em muốn theo đuổi người ta sao? Người ta không ngó ngàng tới em. Thế giới bi thảm là gì ạ?
Là tên phim đó. Tên phim sao? Nếu là phim hay sao không rủ má đi coi? Đi thôi, chúng ta chậm rất nhiều rồi. Em giúp anh. Rồi, anh thò cái tay ra đây. Rồi, từ từ. Rồi, từ từ. Được rồi mà, từ từ thôi. Con nhìn con kìa, mới leo núi có chút xíu mà đã ra nông nổi này rồi. Má, má qua đây ngồi đi. Lại có chuyện gì sao? Thằng Chít nó có bạn gái rồi. Sao con biết vậy? Con gặp rồi. Lúc nãy tụi con cùng nhau leo núi đó. Là người thế nào hả? Nhìn cũng lịch sự đàng hoàng lắm đó. Cô ấy muốn gặp má chứ không thích coi mấy cái diễn tuồng. Vậy sao? Cô ấy là luật sư, với lại cũng khá xinh đẹp. Thằng Khang đúng là tài giỏi thật, làm việc cũng giỏi. Bây giờ thì lại kiếm được người bạn gái tốt nữa. Bộ con không tài giỏi sao? Còn sao? Cũng có thể đó chứ. Chà, tắm xong thấy người khỏe hẳn ra. Tắm xong nhanh vậy hả? Lần sau có muốn đi leo núi với em nữa không vậy? Leo núi sao? Con lo đi chơi với bạn gái thì có. Không phải đâu má, làm gì đi chơi chứ không có đâu. Má, con á toàn mùi mồ hôi không à, mau đi tắm đi. À phải đó, đúng đó. Đi tắm nhanh đi. Vậy con như tắm sẵn tiện tắm răng luôn à. Khi nào con dắt nó về giới thiệu với má, sẵn tiện giới thiệu cho má biết luôn đây. Ai, má, đừng nghe anh hai nói tầm bậy. Chỉ là bạn bình thường thôi mà. Thật sự là bạn bình thường sao? Vậy thì con đừng có coi như cổ là bạn gái của con mà giới thiệu cho anh con biết. Con biết rõ tính tình anh hai con mà, nó rất nhạy cảm đó. Không biết nó đang nghĩ cái gì nữa. Có phải con muốn làm anh hai con không được vui không? Má à. Nói chung sau này con có muốn làm gì thì cũng nghĩ đến hậu quả. Nghĩ xem chuyện mà con làm ảnh hưởng tới người khác hay không. Con đã lớn như vậy rồi, phải biết nghĩ cho người khác một chút mới được chứ. Ơi, cậu Phương. Cảm ơn dì Linh. Không có chi. Nghe nói vụ án bên con sẽ là chút vấn đề, có cách gì chưa? Dạ sao? Bên con khởi tố Trác Kiến Minh, Minh Hải Hoàng, hình như vụ án đó không được thuận lợi. Nhân chứng chi điện bị người ta giết rồi có phải không? Dạ đúng vậy. Con chưa bắt được người sao? Trước mắt thì chưa bắt được. Vậy bên anh tính làm sao đây? Nhân chứng chỉ điểm đã chết là nhân chứng quan trọng nhất trong vụ án này. Bên anh ngoài trừ hủy bỏ khởi tố cũng không còn gì có thể làm được. Bởi vì pháp luật có chỗ không hay chính là như vậy đó. Rõ ràng là vụ này có dính líu tới Trác Kiến Minh, nhưng mà kết quả thì lại có thể không sao hết. Xin lỗi, có thể chuyển chủ đề khác không? Vậy nói về giải trí đi. Gần đây Thế Giới Bị Thảm mới chiếu lại, mọi người có ai đi coi không? Con nghĩ là ở đây không có ai là chưa xem hết. Con nghĩ có người muốn xem lại thì có. Em muốn coi lại đó. Có phải chị không vậy? Lúc ở bên Mỹ chị đã xem bao nhiêu lần rồi mà giờ còn muốn coi nữa. Trời ơi, phim hay sợ gì phải xem lại chứ. Nhưng con nghe nói là khó mua được vé lắm. Nhưng mà chị quen người có thể mua được vé. Anh coi có hứng thú không? Vậy thì anh không khách sáo đâu, cảm ơn. Không có chi. Thôi ăn cơm đi. Nè Khang, đây có phải là bộ phim Thế Giới Bi Thảm mà em nói không? Đúng vậy. Ê Khang, cô Trình kìa. Ha, tiền ra xem tới lần thứ tư mà vẫn hay đến như vậy. Sao vậy? Sao em không qua chào hỏi một tiếng? Hết rồi. Người họ Trác đó rốt cuộc muốn gì hả? Ông ta nói trời sư cửu ép ông ta đưa tiền. Nếu không đưa tiền nữa thì đi tố cáo hắn. Cho dù vậy tôi cũng đâu giúp được gì. Ông Trác muốn gặp anh. Có thể là ông ta muốn nghe ý kiến của anh. Cậu thấy như sao? Tôi sợ chuyện này kéo dài mọi chuyện sẽ đổ vỡ ra hết. Chút chuyện nhỏ mà đã lo sợ vậy thì làm sao làm được chuyện lớn. Cậu hẹn ông ta giùm tôi gặp ông ta nói chuyện. Được. Cậu Phương. Sao ông Trác? Chuyện lần này cậu nói phải làm sao đây? Thật ra tôi không muốn gặp mặt ông đâu. Nhưng tôi muốn ra đây nói rõ với ông. Tốt nhất sau này ông đừng có tới làm phiền tôi. Ý của cậu là sao? Trần sư cửu cũng chỉ muốn có tiền thôi.
hắn ta có thể lấy được lần thứ nhất thì nhất định sẽ có lần thứ hai thôi. Tiền có thể giải quyết được vấn đề thì đó không phải là vấn đề. Một lần cũng được, hai lần cũng được, có gì khác nhau? Tôi phải nuôi hắn suốt đời sao? Lần này tôi đòi 200 ngàn, lần sau có thể sẽ đòi 2 triệu. Tôi có thể cho được mấy lần đây? Ông có thể tìm được Trần Sư Cửu này giúp ông giải quyết mọi chuyện, thì cũng có thể tìm một Trần Sư Cửu khác giúp ông giải quyết chuyện của Trần Sư Cửu này thôi. À, cậu Phương à, nếu hắn nói hết mọi chuyện ra thì cậu sẽ rất phiền phức đó. Người có phiền phức không phải là tôi, mà là Jeff. Theo trình tự mà nói thì chúng ta không còn gì có thể làm được đó. Bây giờ chúng ta có thể làm được gì đi? Nhưng cứ làm theo trình tự thì căn bản không làm được gì. Vậy chúng ta có cần nói lại với Madame xem cô ấy có ý kiến gì hay không? Ý? Sao hả? Madame, chúng tôi có tình đáng tin. Tôi nghi ngờ cái chết của Trương Chí Luân có liên quan tới Trần Sơ Cửu đó. Vậy thì đã sao, đâu có liên quan tới chúng ta? Tôi biết là không liên quan, nhưng tôi điều tra được bọn chúng đã tìm Đại Khuyên để ám sát anh Luân đó. À, anh rảnh lắm sao, làm toàn những chuyện không liên quan tới mình. Vì người chết là Chí Luân, tôi là biết bên đó người ta làm mờ ám. Tôi chỉ muốn giúp Chí Luân làm chút chuyện thôi mà. Chúng ta thì lại không biết gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta nghi ngờ Trần Sơ Cửu có liên quan tới vụ án mà chúng ta đang điều tra, thì tôi sẽ không ngăn cản mọi người tiếp tục điều tra. Thật ra thì bao lâu nay tôi cũng nghi ngờ Trần Sơ Cửu có liên quan đến mấy vụ gây thương tích mà chúng ta đang điều tra. Vậy thì mọi người mau làm việc đi. Trần Sơ Cửu. Ý, sếp Bơn, chào anh hai, có khỏe không? Nghe nói gần đây làm ăn khấm khá lắm thì phải. Sếp Bơn, tôi thông minh như vậy thì làm ăn khấm khá cũng đúng thôi mà. Bộ không phải làm nghề xuất nhập khẩu sao? Chuyện này tôi còn chưa nghĩ tới. Ai không nghĩ tới sao? Anh với mấy người bên hải quan có quan hệ tốt lắm mà. Tôi với mấy anh cũng có quan hệ tốt lắm mà. Nè Trần Sư Cửu, bây giờ chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ gây thương tích. Mình theo chúng tôi về đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra. Gây thương tích sao? Còn nữa, chúng tôi còn nghi ngờ anh có liên quan đến vụ mưu sát một người tên là Trương Chí Luân nữa. Sao tôi lại nổi tiếng như vậy chứ? Đi được chưa vậy anh Cửu? Được, lúc nào cũng được hết. Hỏi được gì rồi? Anh Cường nói tên đó không chịu nói gì hết. Biết trước rồi mà, hỏi được bao nhiêu thì cứ hỏi, còn không thì thả hắn ta ra đi. Biết rồi. Nè, anh không được làm bậy đó. Vì anh em bên tổ khiếu nại nói là không muốn thấy anh qua đó nữa. Hiểu rồi. Buồn ngủ sao? Cứ ngủ chút đi. À, không có. Từ từ thì cậu sẽ quen thôi. Em đâu có nói là không quen. Vậy thì đúng rồi, thanh niên trai tráng phải có nghị lực như vậy mới được chứ. Nè Quang đã, mất công tôi nói đi. Anh nhanh hay tôi nhanh? Được, tao sẽ ôm mày chết chung. Bắn đi. Anh nghe tôi nói đi, nếu bây giờ chị bỏ súng xuống thì còn đường sống đó. Bỏ súng xuống ngay. Có chuyện gì tìm tôi gấp vậy? Ông Trác Kiến Minh vừa mới cho người thông báo cho tôi biết là Trần Sư Cửu bị người ta bắt rồi.
Đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Trần sư cửu chuyện gì cũng nói ra hết. Trác Kiến Minh sợ anh và ông ta sẽ gặp phiền phức. Ông ta đâu giống người nhát gan như vậy. Ông ta sợ gì chứ? Vậy còn anh, cậu sợ tôi có chuyện gì sao? Tôi nói cho cậu biết, chỗ này nhất định sẽ có người bị bắt. Dù có bị bắt thì cũng là một con chốt. Nhưng cậu cứ yên tâm, con chốt đó nhất định sẽ không phải là cậu. Mấy cái tên sát thủ đó, cái gì cũng nói ra hết rồi. Anh có biết là bây giờ chúng tôi sẽ khởi tố anh tội danh mưu sát không? Biết chứ. Cho nên tôi mới đợi luật sư tôi tới rồi mới nói chuyện nè. Hai người ra ngoài trước đi. Tommy. Dạ. Ra ngoài đi. Đi đi. Sao? Tính hù dọa tôi sao? Tôi không tin là anh dám làm gì tôi đó. Không dám làm gì anh hả? Anh có biết người anh giết là bạn thân của tôi hay không? Tôi mà không dám làm gì anh à? Tôi thắp nhang cho ảnh và hứa là dù có thế nào cũng phải tìm cho ra hung thủ giết chết ảnh. Cho dù có trả giá ra sao, dù bây giờ tôi đánh anh trọng thương, tôi bị đuổi gì cũng chấp nhận nữa. Anh đừng có làm bậy nha. Luật sư của tôi đang tới đây đó. Luật sư của anh đang đến thì sao chứ? Có đến cũng không giúp được gì cho anh đâu. Tôi nói lâu như vậy mà vẫn chưa ra tay, là tôi đang muốn cho anh cơ hội đó. Tôi biết anh không phải là chữ mưu. Loại cặn bã nhanh, có thể về 20 ngàn mà cả má của mình cũng giết nữa. Cầm miệng. Anh chỉ cần cho tôi biết ai đã cho tiền, ai sai người giết chết bạn tôi. Tôi còn có thể kiềm chế mà không ra tay với thứ cặn bã nhanh. Muốn hù tôi sao? Anh nghĩ luật sư của anh có thể giúp cho anh được sao? Có đám người chỉ tội anh đó, anh ngồi tù là cái chắc rồi. Chẳng lẽ anh không sợ ông chủ lớn đó sao? Ông ta có thể trả tiền thuê anh giết chết bạn của tôi. Chẳng lẽ không thể tìm người giết chết anh như giết chết bạn tôi sao? Tôi đánh anh xong thì anh phải nằm viện. Bệnh viện chính là nơi giết anh chết tốt nhất đó. Anh nghĩ cho kỹ đi. Nếu như tôi khai ra thì anh có thể bắt hắn ta sao? Anh có thể bảo vệ được tôi sao? Anh suy nghĩ kỹ đi. Tôi bắt từng người một, từng người một. Tới lúc đó bọn họ muốn giết cũng không phải là anh rồi. Anh tưởng mình là ai chứ? Trong mắt bọn chúng, anh không bằng cả một con kiến đâu. Được, tôi nói. Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu như anh không thể bảo vệ tôi thì đám anh em của tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Anh đang hăm dọa tôi đó hả? Con ngon thì anh đừng có nói. Người trả tiền cho tôi là Từ Chí Diễn. Chúng ta đã biết người thuê sát thủ giết người là đàn em của Kiến Minh bên Hải Quan tên Từ Chí Diễn rồi. Chỉ cần bắt Từ Chí Diễn về đây hỏi chuyện. Nếu anh ta chịu khai ra Trác Kiến Minh thì mọi chuyện coi như xong. Những gì chúng ta cần làm cũng đã làm hết rồi. Ý em là sao? Vụ án này không liên quan tới chúng ta, là do đội chống tội phạm của ICAC phụ trách. Nhưng anh lại có được tình báo bắt Trần Sơ Cửu về đây, cho nên em mới cho anh tiếp tục điều tra. Bây giờ mọi chuyện đã làm rõ ràng rồi thì nên mang hết mọi chứng cứ qua cho người khác phụ trách. Đội chống tội phạm và ICAC có thể có đội gián đó. Em mà giao hết chứng cứ qua đó thì sớm muộn gì cũng có chuyện thôi. Anh đừng vội vàng đưa ra kết luận phỉ báng các đồng nghiệp khác có được không? Nếu như ai đó có vấn đề thì sẽ có người điều tra ra thôi. Em thật sự không muốn nghe những lời này nữa đâu. À, đội trưởng. Sao hả, có chuyện gì? Đội trưởng, anh có thể nói cho em biết vừa rồi trong phòng khẩu cung anh đã làm gì Trần Sư Cửu vậy? Cậu nghĩ tôi đã làm gì hắn chứ? À, thì đập hắn. Ngoại trừ tự vệ ra, tôi không bao giờ đến tội phạm đâu. Nhưng mà sao lúc nãy anh kêu em đem súng và đồng hồ của anh ra ngoài dùng cho anh vậy? Đó là chỉ làm cho hắn xem thôi. Là sao? Có ích gì chứ hả? Anh nói đi. Mỗi người ai cũng có nhược điểm của mình. Và lại cậu có thể làm cho người đó nghĩ là mình suy nghĩ cho người đó, thì nhiều vấn đề sẽ được giải quyết thôi. Ừ, thật sao? Nếu không tin, cậu cứ tìm cơ hội mà thử đi. Vậy làm sao em biết được người đó có nhược điểm gì chứ? Đó là do kinh nghiệm tích lũy mà có. Từ từ rồi cậu sẽ biết. Ừ. Cứ từ từ học hỏi đi người anh em. Sếp Băng à,
Ông Ba Lương muốn gặp sếp đó. Sếp ơi, sếp phải giúp chúng tôi đó. Gọi xuống rồi nói đi. Sếp Bân, hôm qua khi chúng tôi ăn cơm trong nhà hàng, đột nhiên có điện thoại tìm tôi. Thì ra bọn chúng đã biết chúng tôi báo cảnh sát, còn nói với chúng tôi là con trai tôi đang rất an toàn. Chúng nói chỉ cần chúng tôi đưa chúng 100.000 thì chúng sẽ thả con trai tôi ngay. Sao hai ông bà không báo với chúng tôi ngay? Chúng tôi thật sự rất lo cho sự an toàn của con mình, rất muốn được gặp nó. Cho nên chúng tôi đã nghe lời bọn chúng, đem số tiền đó đến công viên Tam Giác. Sau đó chúng tôi đã biết có người lấy đi rồi. Chúng tôi một lòng đợi con trai về, nhưng không ngờ đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì. Sếp Bân à, sao ông bà cứ không tin là chúng tôi có thể giúp được ông bà chứ? Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì đây? Bởi vì ông bà giao chúng tôi đem giao tiền chuộc nên đã bỏ lỡ cơ hội bắt bọn chúng rồi. Thật ra lâu nay chúng tôi vẫn đang điều tra chuyện này. Ông bà cứ yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra tới cùng. Sếp Bân à. Andy à. Dạ. Giúp ông bà Lương lấy bà không cung từ tận đi. Được, mời ông bà đi theo tôi. Cảm ơn nhiều nha. Đang giúp giùm nghe. Tommy à, đây là đã bắt cóc, nắm rõ nhược điểm của những người làm cha làm mẹ đó. Từ chí diễn của bên hải quan đã thừa nhận anh ta chính là chủ mưu trong việc thuê sát giết hại cho Chí Luân. Muốn định tội hắn không phải là chuyện khó khăn gì. Bên ICAC hài lòng chứ? Người mà ICAC muốn bắt là Trác Kiến Minh, nhưng không ngờ Từ Chí Diễn ôm hết mọi chuyện, làm sao họ có thể hài lòng được? Cũng coi như là có cái để bắt. Chẳng lẽ anh nghĩ muốn bắt Trác Kiến Minh không phải là không được sao? Trách nhiệm của cô là làm cho Từ Chí Diễn bị định tội, còn những chuyện khác cô không cần quan tâm. Tôi biết rồi. Vào đi. Làm phiền hai người một chút, có chuyện gì? Bị cáo trong vụ án đánh cướp muốn chuyển sang làm nhân chứng chỉ điểm, lấy lời khai hắn có ích gì không? Rất có ích. Vậy cậu thấy thế nào? Dù không có nhân chứng thì tôi cũng rất có lòng tin. Tôi cũng rất có lòng tin với cậu. Tan ca rồi, cùng đi ăn đi. Thật ngại quá, tôi có hẹn thôi. Còn cậu? Được thôi, không vấn đề. Tôi dọn dẹp chút là được, tôi đợi cậu ở đây. Bye bye. Sao rồi? Cậu với Nhược Hy thế nào? Có cơ hội phát triển không? Có chút phiền phức. Tôi quen với cổ lâu rồi, con người cổ hơi thụ động. Nếu như muốn có cơ hội, cậu phải chủ động một chút mới được. Nhưng tôi cảm thấy cổ lại có hứng thú với một người nào đó. Vậy sao? Ai vậy? Phim Thế Giới Bi Thảm có hay không? Cũng khá hay. Sao cậu biết tôi đi xem? Còn Riso thì sao? Riso có thích xem không? Cậu thấy chúng tôi đi xem sao? Thật ra trước đó tôi có mời cô ấy đi xem, nhưng cổ lại nói là xem 3 lần rồi. Nếu như không phải đi cùng với người mà cô ấy thật lòng thích thì sẽ không đi xem lần thứ 4. Anh đoán xem người đó là ai? Trời anh chiều dấu qua trẻ phiên thiên đề Trời dấu đo xíu xì phê Yên y chậm chất nê 如寻回一生最美，每个细节也回味，世界没有相比。原来情可以叫这天地，每日有梦在追，得失转折像演戏。